là các cái loại xương cho đòn 20 cm nha các bạn. Thì đối với dòng 20 cm thì bên mình chủ yếu là sẽ lắp cái loại xương này. Xương này là xương đầu tròn, có tiếng hoặc không tiếng. Đối với cái dòng xương này các bạn thì nó là khá linh động trong cái quá trình mà căn chỉnh với body bé. Thì mình thấy là có một số bạn mang tới cho mình là những bé được cái lắp cái xương này. Cái xương này gọi là xương nhỏ, thường sẽ được lắp cho các cái bạn đôn thú mà chân tay rất là nhỏ các bạn. Thì cái xương này không phù hợp cho dòng 20 cm, bởi vì cái 20 cm như các bạn thấy tay chân rất là to này, gắn vào đây thì các bạn bẻ không có được, nó sẽ không ngồi được và không tạo dáng được nha, các bạn chú ý. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở đây mình còn ba cái loại xương khác. Đây là cái xương mà các bạn nói hay nói là cái xương quay đầu ấy, thì xương này không hề có tính năng quay đầu nhé. Cái này nó chỉ quay vòng tròn về cho vui thôi, còn khi mà các bạn gắn lên trên bé thì nó cũng chỉ quay nghiêng được như cái xương này thôi, không có tính năng quay đầu như là họ quảng cáo, nó chỉ nghiêng được thôi. Đặc biệt là các bạn sẽ thấy là khi các bạn mua ấy, thì có loại nó sẽ có hai đốt ở từ cái cổ lên tới với cái đầu, còn có loại nó sẽ có một đốt như thế này. Thì các bạn sẽ ướm thử vào đây, các bạn sẽ thấy nè, khi lắp vào đây ấy, nếu các bạn lắp không chuẩn á, thì cái tỷ lệ mà cạ cái vòng quanh đầu này này với lại cái vòng tròn này với cái da đầu á, nó rất là dễ. Và khi mà nó cạ như vậy trong quá trình các bạn bẻ sẽ làm cái phần vải này nó mòn đi dần, và cái sợi này thì nó rất là dễ bục. Khi mà bục ra như vậy thì các bạn sẽ bị hư cái phần tóc ở đây và sẽ không khắc phục được nha các bạn, nên các bạn chú ý khi mà chọn cái xương này. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở đây còn hai cái xương, đây là xương đầu bằng nha các bạn. Thì trong xương đầu bằng thì có đầu bằng có tiếng và đầu bằng không tiếng. Đối với xương đầu bằng có tiếng như thế này á, thì các bạn sẽ thấy là nó kêu đây, nó kêu rất là to và nó rất rất là cứng đó, mỗi lần bẻ rất là khó khăn. Còn đây là xương đầu bằng không tiếng thì nó rất là mềm, cái này nó làm cho bé khó tạo dáng. Còn xương này ấy, thì làm cho bé giữ dáng nhưng lại làm cho bé rất là khó trong các cái động tác bẻ. Cả hai cái loại xương này đều rất là khó căn chỉnh vào body. Những bạn mà có body lỡ tay ấy, cái tay bị lỡ như bạn này chẳng hạn, cần nối thêm một đốt thì rất là khó nối, bạn này nối thêm nửa đốt thì rất là khó nối. Còn chân ấy thì bị dài như thế này, nếu mà cái chân của bạn này ấy, mà cắt một đốt đi ấy, nó vẫn còn bị dài thì mình cần cắt một đốt rưỡi, thì không cắt được cái đốt rưỡi như các bạn. So với lại xương đầu tròn thì các bạn sẽ cắt được cái đốt rưỡi, là cắt cái phần này đi, còn cái này nó không có cái phần đó nên không cắt được. Chốt lại vấn đề ở đây ấy, là các bạn nên chọn cho mình một chiếc xương đầu tròn có tiếng hoặc không tiếng, thì cái này là do sở thích của các bạn thôi. Nếu mà các bạn muốn một cái xương mà bẻ dễ dàng linh động thì các bạn chọn một cái xương đầu tròn không tiếng hoặc là tiếng nhỏ cho mình. Còn nếu mà các bạn thích bé cứng cáp nhưng mà hơi khó bẻ và có tiếng rắc 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 thì các bạn nên chọn cho mình một cái xương có tiếng. Các bạn có thể chọn được cho mình những chiếc xương ưng ý nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.